Dương đi đâu rồi Dương? Đi bơi. Bơi á? Bơi đâu? Hôm nay anh dẫn đến mày đến một cái hồ bơi, toàn gái là gái, toàn mặc bikini, ui dồi, chân dài miên man, trắng lõn nà luôn. Hồ bơi chất luôn. Thật. Cái hôm mà tôi làm clip 24 giờ dưới gầm cầu, tôi đã phát hiện ra một cái hồ nước màu xanh ngọc rất là đẹp. Hôm nay chúng tôi sẽ đến tắm thử xem như nào. Các bạn, tôi chưa được tắm cái nước hồ xanh ngọc đấy bao giờ. Tôi chưa đi núi bao giờ ấy. Thường thường những cái hồ nước màu xanh ngọc thường chỉ ở trên núi thôi. Đó là những cái hồ nước tù. Rất nhiều bạn hay đi du lịch hay đi tắm ở những cái hồ nước màu xanh ngọc ấy. Vì vậy hôm nay tôi có phát hiện ra một cái hồ đấy, chúng tôi sẽ đi tắm cái hồ đấy. Nhưng mà cái hồ này là ở chỗ tôi nhá, không phải đi lên núi. Mấy ngày nay mưa là hết xanh ngọc rồi. Đây hồ nước đây các bạn ơi, hồ đây rồi. Vẫn xanh đẹp cực. Xanh không biết nó màu gì. Vẫn xanh ngọc đẹp. Hết màu rồi. Mấy hôm nay mưa là nó thành như cái ao bình thường rồi. Để màu xanh ngọc ở đây màu đẹp lắm. Đây hồ nước đây nhá các bạn nhá. Thế ra đây không phải hồ đâu, thực ra là ruộng. Ruộng. Đây ruộng rất tí đi chạy bộ được. Anh nghi lắm, anh nghi là chạy bộ được. Thì chạy bộ được. Lúc trước cái hồ này nó xanh xanh biếc cơ, nhưng mà các bạn làm đợt vừa rồi mưa nhiều quá nên nó đỡ xanh rồi, nó hơi gọi là hơi xanh xanh thôi, nhưng mà nó nhìn nó cũng rất đẹp. Ok, chúng tắm thử nhá. Cũng không hiểu tại sao nước lại màu xanh nhỉ. Các bạn nếu mà các bạn biết về hóa học thì các bạn giải thích xem tại sao những cái ao nước tù nó lại nước nó màu xanh ngọc. Các bạn giải thích hộ tôi nhé, các bạn bình luận trên phần mô tả nhé. Tôi tại các bạn tôi không biết, vì vậy tôi mới hỏi các bạn nên nếu bạn nào biết thì các bạn bình luận bên dưới nhá. Giờ cho nước trong nha. Nước đẹp thử đi đến thử đi thì không cần áo ngay rồi này, sâu sâu không? Sâu mày bảo sâu hoắm luôn. Nhìn sâu. Nhìn nó đào đất thế này mà biết. Sát bờ không có chỗ đứng đâu. Ừ. Nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Ô bây giờ chúng tắm luôn đi. Trước khi tắm phải làm kiểu ảnh đã sáng này, selfie với anh kiểu hồ nước xanh ngọc này phải. Ui nước mát lắm. Sâu hải hả? Ui mới bò đã sâu hải rồi nhỉ. Ui nước mát lắm các bạn ạ. Ui nhiều cá lắm. Wow. Nào quay đây để chụp ảnh nào. Làm một kiểu đăng lên Facebook coi. Ôi chụp sâu lưng được. Gồng người lên, kiểu đi gồng người lên thì cứ bắp mẹ. Sao lưng được. Không hiểu sao nước nó cứ xanh lè nhỉ. Ừ. Nhìn ghê ghê của dí các bạn ạ. Nhưng mà không sao, tắm lại đi. Một con người cá sấu đấy. Ui, cá sấu kìa. Anh đang sợ thì mơ tí đâu, không tí. Thì đứng ở đấy cho nó có sao không? Hả? Thì đứng ở đấy cho có đứng được không? Hả? Đứng từ đoạn không, kia. Sao đứng được, nhìn là biết. Thử xem ôi, anh. Ui, nước mát lắm các bạn ạ. Vì tôi bơi kém, bây giờ tôi sẽ lên tôi lấy cái áo phao mặc vào, không thì sợ chết đuối lắm. Thế em vừa bảo nhau. Sợ lắm các bạn ạ. Ý, đã pha bơi rồi. Được chưa? Đây là một cái hồ bơi nhá. Yeah. Có áo phao nữa không sợ các bạn ạ. Nước đây kìa, đây cũng tài nhờ nước nó xanh nè. Nước trong veo các bạn nhìn chân tôi này. Trong veo nhìn ừ. Nhìn tôi cả người luôn này. Đẹp cơ kìa. Anh em mình cùng ngụp nhá. À, anh em cùng ngủ xuống nhá, ngủ xuống tôi nhá. 2, 3. Được không? Tài nhỉ, nước sao trong thế nhỉ? Nước trong veo luôn. Nước trong veo, không biết hiểu tại sao nước trong như thế luôn. Nước trong lắm các bạn nhìn nào này. Nước trong ướt là trong luôn. Tài thật. We'll be right back.
ra giữa nước còn trong hơn ở gì à? Ừ, trong hơn nữa. Trong mắt luôn. Sướng kìa. Ủa trong thế rồi, sướng không không tạm bùn, sướng đấy. Để ta trong thật đấy. Trong xanh. Nước xanh biếc. Cái hồ nước này mấy hôm trước là nó xanh 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 ngọc đẹp ơi đẹp. Nhưng mà do ảnh hưởng của bão ấy nên mưa cả tuần nay nên nó nước nó bớt xanh rồi. Ui nhìn dưới đáy luôn sao ấy. Mấy anh em già chết tàn bơi ở giữa không dám ra giữa. Khám phá thế thôi, quay lại thôi các bạn ạ. Bơi, bơi ở giữa hồ sâu ghê lắm à. Thôi quay lại thôi, ghê lắm. Qua clip này tôi cũng khuyên tất cả các bậc phụ huynh là lên cho các cháu đi tập bơi. Đừng như tôi là đến bây giờ là gần 26 tuổi rồi. Nhưng mà bơi kém thì vẫn phải mặc áo phao để đi bơi. Nói chung là tập bơi vừa lên khỏe vừa tăng chiều cao ấy. Nói chung là tập bơi rất là tốt cho sức khỏe nữa. Nói chung là bạn nào chưa biết bơi thì xin bố mẹ đi học bơi đi. Thật, cái bơi cực kỳ quan trọng luôn. Bạn nào mà không biết bơi thì rất là nguy hiểm khi các bạn chẳng may ngã xuống hồ hay là xuống sông suối đấy. Nói chung là cái việc bơi rất là quan trọng, vừa tốt cho sức khỏe vừa an toàn cho bản thân. Ok, các bạn nên đi tập bơi nha, xin bố mẹ đi tập bơi nha. Vậy là kết thúc clip. Cảm ơn các bạn xem clip tôi nha. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bạn. Woohoo!